Tim Burton, sự sinh tồn của Fear đang gặp khó khăn. Thằng nhóc robot được mọi người yêu mến đó, lúc nào cũng có cách để trốn thoát khỏi tay của chúng ta hết, vì nó có nhiều bộ trang phục cho từng trường hợp chiến đấu. Nó chỉ cần ra lệnh và mọi thứ có sẵn cho nó. Nhưng nếu như chúng ta chặn giọng nói của nó lại thì nó sẽ không ra lệnh được nữa, đúng không? Nhưng ông chủ, làm sao để nó không nói được đây? Ngươi nhìn nè, ta đã có một thiết bị gây tắc tiếng đây. Ta sẽ cài đặt cho nó đi và bay vào trong miệng của Fear để làm tắt giọng của nó luôn. Sau đó thì nó sẽ không thể ra lệnh được nữa. Nó sẽ chỉ là một con robot bình thường thôi. Và 500 của ta sẽ dễ dàng đi tiêu diệt nó. Ông chủ, đưa đây, để tôi coi thử cái này hoạt động ra sao trước ngang. Hả? Ông chủ, thôi cái này hay thiệt ngang. Nó làm ông chủ khỏi nói chuyện luôn, kệ y như câm vậy đó. Ông chủ, ông chủ, tôi hiểu rồi. Ông muốn tôi đánh ông giống vậy đúng không? Để con ông robot bay ra ngoài ra, tôi hiểu rồi, để tôi đánh y chang vậy nghe không? Đánh nè, 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 đánh nè. Hay quá ông chủ ơi, thiết bị đó nó bay ra ngoài thiệt rồi kìa. Trời đất ơi, hôm nay ngươi dám đánh ta nữa hả? Ngươi còn nhảy lên người ta dậm liên hồi. Cái thằng quỷ này, tôi đánh cho ngươi chết nè. Mày điên rồi sao? Tôi chỉ làm theo chỉ thị của ông thôi chứ bộ. Trời đất ơi. Vì à, đây con. Ông có làm ít bánh cho tụi con rồi đây nè. Đem đi ra ngoài ăn đi. Nhớ cho im ly ăn nữa. Dạ con cảm ơn ông nội. Ông lo lắng cho con nhiều quá đi. Ước gì ông cũng chăm sóc cho mình y chang vậy. Ông làm bánh cho cậu ấy rồi cho mình nữa. Còn cái này á là ông làm cho con nè. Ồ, con cảm ơn ông. Ông lúc nào cũng quan tâm tụi con nhiều hết. Ông là người ông tốt nhất ở trên đời đó. Chào Im Ly. Chào. Coi nè, đây là bánh mà ông kêu tôi đưa cho cậu. Đi thôi, chúng ta đi công viên rồi ăn ở đó luôn. Sao vậy Vía? Vía, cậu bị mắc nghẹn có đúng không? Ông chủ của mình đúng là thiên tài không? Cổ họng của Vía bị nghẹn không nói được nữa. Giờ chỉ là một con robot bình thường. Ê 500, lên đi nè. Đó là robot của Mad Max. Vía, chạy thôi. Ông ơi ông. Cái này không phải là do ăn bánh đâu. Chuyện này ông nghĩ là do Mad Max đang lên kế hoạch đó. Đầu tiên là hắn làm nghẽn cổ họng của Vía lại, để cho thằng bé không thể ra lệnh cho các thiết bị của mình. Sau đó hắn sẽ đưa robot của mình tới và... Bây giờ phải làm sao đây hả ông? Đi thôi, phải đưa vào cổ họng thằng bé một thiết bị tẩy rửa, rồi nó sẽ ổn thôi mà. Trời.
sao Vi nó có thể nhảy như vậy được? Một đứa con nít như nó sao có thể nhảy như vậy? Ba ơi ba, con nói với ba hoài, Vi là một con robot. Đó là cậu bé robot có năng lượng á. Nhưng mà không ai chịu tin lời của con hết. Giờ thì ba thấy rồi á. Ba tin chưa? Vi à, cậu để đó tôi đá nó một cú bay đụng nóc luôn nè. Xin lỗi, vì bạn của tôi trở nên xúc động cho nên mới. Giỏi quá. Giỏi lắm. Hay quá. Con giỏi lắm Vi. Rất giỏi. Giỏi lắm. Vi à, mau tránh ra khỏi khu vực 500 đi con. Con đang cố gắng đây ông ơi. Dạ ông ơi, đưa con chiếc cho con không, đi. Con không được mạo hiểm như vậy đâu. Nó cũng sẽ tấn công con với tỷ là xe đó thôi. Ông ơi, con đang có một ý này nè. Vi à, ta là thiên tài, siêu sao siêu nhân thiên tài. Ngươi nên nhớ là không ai có thể đấu lại ta được đâu. Cứu tôi với. Ông đưa cái này cho cậu nè. Giọng nói của cậu rồi sẽ trở lại thôi. Con. Vi là cậu bé robot kìa. Ông chủ ơi, 500 đã mất khả năng chiến đấu rồi. Không, không, không thể như vậy được. Ba không bao giờ chụp với mình một tấm hình nào hết trơn á, mà giờ lại muốn chụp với Vi. Gintu, mọi người đều đã biết tôi chính là cậu bé robot rồi. Tốt nhất là cậu nên xóa ký ức về tôi của tất cả mọi người ở đây đi. Vi à, con đang nói chuyện với ai vậy? Ai nên xóa mà xóa cái gì? Dạ không có gì đâu chú. Vi à, chụp một tấm hình đi. Tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đó nha. Anh ta ở đâu ra vậy ta? Nãy giờ đâu có thấy ở đây đâu. Cười lên đi nào, quên hết những chuyện đã thấy ở đây đi.
Sao tất cả chúng ta lại đứng đây vậy? Còn có Via nữa. Chúng ta đang chuẩn bị chụp hình chung mà chú. Bây giờ chú đang bận lắm Via, để bữa khác đi nha. Cái gì? Chụp hình chung với bản mặt của cậu hả? Hả? Mơ đi. Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi có đúng không hả? Cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm luôn. Đi thôi, tôi kể cậu nghe. Có ai giúp được tôi xuống đây? Via, Gintu, giúp tôi với. Đi thôi, hôm nay mấy đứa tụi mình chơi đánh gậy đi. Chúng ta sẽ chơi trò đánh gậy đi. Trước tiên phải ăn cái gì đó đã. Trời ơi, Gintu, mới sáng sớm đã nói chuyện ăn uống gì sáng vậy? Sáng sớm phải ăn no bụng thì mới làm việc trân tru được chứ. Cậu ấy không có biết đánh gậy cho nên mới nói như vậy đó. Thôi được rồi, đừng có thách thức tôi. Tôi đồng ý và sẽ chơi cho các cậu biết tay. Sau đó chúng ta ăn cái gì đó đi. Hôm nay mình cần phải báo cáo chi tiết tất cả những chuyện Vi làm cho ông chủ biết thì mới được. Chuyện này dễ, cứ ngồi đây nhìn nó chơi là được rồi. Ấm ba la xì bồ, cà na xí mụi, cậu xí xô, tôi xí vào, xí ba, xí bầm. Cậu đã làm cái gì vậy hả Gintu? Xin lỗi, tôi biết sai rồi. Mọi người đến đây tham gia bữa tiệc đi. Tôi đi đây. Trời ơi, cậu ta là ảo thuật gia. Ảo thuật gia đó ông chủ. Không có một miếng cà rốt nào á. Đây không phải là cách người xuất hiện trước mặt ta nghe chưa? Ông chủ, Via có làm bạn ảo thuật. Không phải, ảo thuật là bạn cậu Via. Cậu nói cho rõ ràng vào. Ông chủ ơi, Via làm bạn ảo thuật. Via có phép thuật, không, bạn ảo thuật Via. Thôi im Via đi, ta bạn. Không hiểu cái gì hết. Chờ chút ông chủ, chờ chút. Để tôi thở đã ông chủ ơi. Rồi, ổn rồi nè. Ông chủ ơi, Gintu bạn của Via đó là một ảo thuật gia. Cậu ta đột nhiên biến mất tâm rồi quay lại bất cứ lúc nào. Cậu ta có thể làm mọi thứ bằng ảo thuật luôn. Ông chủ, đây mới chính là lý do tại sao chúng ta không thể đánh bại được Via đó. Nếu đây là sự thật thì hãy tìm điểm yếu của bạn bè thằng nhóc đó đi. Khi bạn bè của nó nằm trong tay của chúng ta rồi thì chúng ta có thể tiêu diệt được Via một cách dễ dàng. Điểm yếu của bạn cậu ta là đồ ăn đó. Vì đồ ăn mà cậu ta có thể bất chấp mọi thứ ông chủ. Trong đầu của ta bây giờ vừa mới nảy ra được một ý tưởng rất là độc đáo đó nha. Ta chính là một thiên tài điên rồ xoắn não. Ông là ông chủ thiên tài. Thiên tài điên rồ xoắn não. Nó nói đúng đó ông chủ. Nói rất là đúng. Nhưng mà có điều, điên rồ xoắn não là gì dạ? Tôi không hiểu luôn à. Chào mọi người, tới đây đi. Mời vào cửa hàng đồ ăn ngon đây. Vừa rẻ vừa chất lượng. Nếu ai là bạn của cậu bé robot nữa sẽ được nhận đồ ăn miễn phí, không lấy tiền. Mời mọi người ghé đi. Ghé đi nào. Tôi là bạn của cậu bé robot đây. Tôi tên là Gintu. Chúng tôi là bạn thân với nhau đó. Cậu là bạn của cậu bé robot thật sao? Đúng là may mắn đó Gintu à. Mau đi lấy đồ ăn cho Gintu, nhanh lên đi. Nhanh lên, lẹ lên. Tôi nghe người ta nói là cậu bé robot có 7 trang phục khác nhau và cậu ấy có thể biến hình bất cứ lúc nào, có phải vậy không? Nhưng mà tôi không tin đâu, một người làm sao có thể biến hình thành 7 người khác nhau. Bạn tôi có thể biến hình trong 7 bộ trang phục khác nhau lận đó. Cậu ấy có thể làm được bất kỳ thứ gì cậu ấy muốn. Nếu như cậu có thể đưa bạn thân của mình tới đây trong 7 hình dạng khác nhau thì tôi có thể tình nguyện tặng cho cậu suất ăn miễn phí tới suốt đời luôn. Tôi là một fan cuồng của cậu ấy, chỉ muốn được chụp hình chung với cậu ấy một tấm hình rồi mời cậu ấy ăn vài món. Cậu ơi, tôi xin cậu, xin cậu hãy gọi cho bạn cậu đi. Có cái gì khó đâu chứ. Mình sẽ dùng phép thuật của mình để tạo ra 7 bản sao của Vi, rồi triệu tập hết tới đây. Hai người này sẽ rất vui và cho mình ăn những món này suốt đời luôn.
Ôi, đồ ăn ở đây ngon quá chừng luôn á. À, bảy hình dạng của cậu ấy sẽ nhanh chóng tới đây gặp tôi, miễn là tôi muốn kêu cậu ấy tới thôi. Để đó tôi kêu cậu ấy cho. Bala xí phù cà na xí mũi, cậu xí sâu tôi xí vào xí ba xí bầm. Tất cả bảy bản sao của Phía trong những bộ trang phục khác nhau mau chóng xuất hiện ở đằng sau cái cây kia. Ôi không, ôi, oh, vui quá đi, rất là vui luôn đó Gintu à. Cậu Gintu, giờ thì cậu có thể ăn miễn phí tới suốt cuộc đời. Tôi sẽ chụp hình chung mấy tấm với lại họ cái đã. Dạ. Dạ. Tôi ăn chút gì đi hen. À, đồ ăn ở đây ngon lắm. Cậu Gintu à, mấy cậu này không chịu nghe lời tôi. Cậu kêu họ nghe lời tôi một chút đi. Chỉ là một chút thôi mà. Cậu hãy kêu họ nghe lời tôi, làm ơn. Một chút thôi, đi mà. Ông, các bạn của tôi ơi, nghe lời của ông ấy đi, làm theo những gì ông ấy nói. Được rồi, cậu muốn là được thôi. Cậu đi theo tôi một chút nha. Chúng ta sẽ có buổi chụp hình thật là vui. Cậu Gintu à, cậu cứ ăn tự nhiên đi. Các người phải nghe theo lời ta đó, có biết chưa? Chúng tôi nhất định sẽ theo lời của ông. Tốt, giờ thì nghe đây. Đây chính là kẻ đại thù của chúng ta. Hắn đã giả mạo giống như các ngươi rồi đi gây rối cho mọi người. Tất cả các ngươi phải tiêu diệt hắn cho ta. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn ta. Để tiêu diệt được một ai đó, các ngươi phải có cảm giác đầy tức giận. Nhưng mà các ngươi đừng có chỉ ra vẻ tức giận cho ta thấy như vậy, mà hãy cho ta thấy cơn tức giận thật sự của các ngươi đi. Tới Bùa Sát Gan để tìm và giải quyết cậu ta ngay lập tức. Có 7 cậu bé robot luôn. Hay quá, mình phải xin chữ ký mới được. Làm ơn ký cho tôi. Ôi, ký cho tôi. 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 Em lên trên bố chạy đi. Họ tới đây tìm tôi đó. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Junbun, cậu đi tìm Gintu đi, tôi chạy về nói cho ông biết. Không thể hiểu nổi, làm sao có 7 bản sao có mặt nạ giống Via lại tới cùng một lúc như vậy được. Mặc kệ Via đi, nhấc bổng một chiếc xe hơi ở bên dưới lên. Để cứu được họ thì Vi sẽ tự tới chỗ đó thôi. Cứu với. Người đâu rồi Vi á? Xuất hiện đi. Nhìn kìa, những người này đang khóc lóc đó. Mọi người hãy gọi cho cậu bé robot đi, để xem cậu ta có thể tới được hay không. Chắc chắn cậu ấy sẽ tới. Nhưng mà hôm nay cậu ta sẽ không tới để cứu các người đâu. Cái chết đang chờ đón cậu ta ở ngay đây rồi. Cậu bé robot chắc chắn sẽ tới thôi. Chờ xem, cậu ấy sẽ tới.
Xin ông, để chúng tôi được yên. Cho chúng tôi đi đi. Xin ông, các con tôi vẫn còn nhỏ lắm. Cậu bé robot sẽ tới ngay thôi mẹ. Cứ tin con đi. Vậy là đủ lắm rồi đó cậu bé robot. Ta sẽ đếm đến ba thôi. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ để chiếc xe đó rơi tự do. 1, 2. Xin ông, tha cho chúng tôi đi mà. Tôi xin ông đó, làm ơn. Ba ơi, đừng có cầu xin ông ta như vậy nữa. Cứ tin con, cậu bé robot nhất định sẽ tới thôi. Cậu bé robot, ngươi có chịu xuất hiện chưa? Ta đếm đến 2 rồi. 1 tiếng nữa thôi. Bây giờ. Dừng lại, để cho họ yên. Ông muốn thì tôi đã có mặt rồi đây. Thả họ xuống đi. Không được biết. Đi ra đi. Yeah, cậu bé robot. Mấy cưng à, bây giờ tụi con có thể bình an rồi đó. Cậu bé robot này đã chịu xuất hiện, nhưng không còn cửa quay đầu. Các bạn của ta ơi, miếng mồi đang ở ngay trước mặt kìa. Bắn đi. Vi à, mau tránh đặt khỏi chỗ đó đi con. Vi à.